Hello, xin chào các bạn. Như các bạn có thể thấy đằng sau Huy là con Yamaha R1 Cache của Huy ha. Huy vừa mới đi thay cái bô Arrow Pro Race. Thì trước tiên xem cái bô này hay như thế nào á, Huy muốn các bạn xem lại cái quá trình mà Huy đi thay bô cho nó hen. Ok. Đây là cái ống tiêu nằm trong cái bô thì Huy tháo rồi, dự là nó nổ sẽ rất là to. Huy cũng muốn giới thiệu với các bạn là cái bô này Huy mua từ UK và giá mới của cây này là khoảng 25 triệu giá về tới Việt Nam đó các bạn. Nhưng mà Huy mua lại từ nước ngoài ha, từ nước Anh về thì giá nó rẻ hơn. Nhưng mà chất lượng nó xem nhau à, tại vì cái này người ta mới gắn vô chạy được 500 cây người ta gỡ ra bán cho Huy rồi. Thì rẻ hơn cũng rất là nhiều. Nói chung là Huy mua được cái bô này cũng rất là hời đó các bạn. Nhưng mà bị cái là mình phải đợi một cái khoảng thời gian rất là lâu, khoảng gần cả tháng trời để ship từ Anh về. Trong thời gian đó háo hức đó, chịu không nổi. Sau khi mà gắn cái bô lên thì nhìn cái tổng thể chiếc xe nó rất là racing ha các bạn. Đợt này là Huy muốn biến chiếc R1 cá chê của Huy thành một cái dạng như là xe SBK vậy đó. Huy sẽ còn đặt nhiều đồ nữa. Nhưng mà nhìn cái bô này thì có thể là xấu đẹp á, tùy con mắt mỗi người. Nhưng mà theo Huy thấy thì rất là đẹp, rất là ưng ý với cái cây bô này ha. Rất là giống xe đua, đặc biệt là cái bát bô. Cái bát bô thì nhiều người nói với Huy là nhìn nó thô quá, nhưng mà cá nhân Huy lại thấy rất là đẹp, nhìn rất là ưng con mắt, nhìn rất là hài hòa theo cái kiểu xe đua các bạn. Xấu đẹp gì đó bỏ qua bên đi, bây giờ mình nói tới những cái mà kỹ thuật của nó này các bạn. Thì cả cây bô và cái co chữ Y á, cái vỏ bầu á các bạn, nặng cân 1,5 kg à, nặng 1,5 kg thôi. Mà trong khi đó là cái bô zin và cái bầu zin á là nặng khoảng 6-7 kg. Thì sau khi mà bỏ cái bô này vô xe nó nhẹ được khoảng là 5 kg á các bạn. Thì Yamaha R1 cá chê trọng lượng ước là 199 kg. Thì sau khi mà Huy bỏ bô zin, bỏ bầu zin hay cái bô này vô thì xe nặng khoảng cỡ còn 193-194 kg thôi, bằng với cá voi BMW S1200R năm 2020 bản M nha, giống vậy bản thường nha. Bản thường thì nó nặng đâu cỡ 197 kg á. Thì tính ra là hiện tại con cá chê của Huy nhẹ hơn cá voi sát thủ mà bản thường á, còn zin chứ nếu mà cá voi độ thì nó cũng nhẹ. Chưa hết, cái bô nó làm cho chiếc xe nhẹ được 5-6 kg. Nhưng mà ở đây Huy tháo hai cái gác chân sau ra, các bạn có thể thấy, tại vì tháo cái gác chân sau ra mới bắt cái gác cái bát bô vô được. Cái gác chân bên trái, cái gác chân bên phải Huy đã tháo ra rồi. Và một cái điểm nữa là sau khi tháo gác chân á, có nghĩa là mình không có chở được người ngồi sau nữa. Huy tháo luôn cái yên zin ra, lắp một cái yên solo vô. Cái yên solo thì nó bằng nhựa các bạn, nó nhẹ lắm, cộng với lại cái cân nặng của hai cái gác chân nữa thì chiếc xe nhẹ thêm cũng được khoảng cả 1,5 kg nữa. Cái đó mới là thông số về cân nặng thôi, còn về thông số sức mạnh đó các bạn, thì cái bô này cộng thêm cho chiếc xe khoảng được từ 5-7 mã lực nữa. Có nghĩa là Yamaha R1 cá chê zin đó là khoảng 200 mã lực, bây giờ thì cộng thêm 5-7 mã lực nữa thì khoảng 2-5-2-7. Thì với cái cây bô này á, nó làm theo Huy cảm nhận là làm tăng thẩm mỹ chiếc xe nè, giảm trọng lượng nè, tăng công suất nè, tiếng bô hay hơn nè, to hơn nè. Vài bạn cũng hỏi Huy là khi mà độ bô công an có bắt không? Tùy các bạn, tùy. Tại vì bô độ nó có hai loại nha, những cái công ty sản xuất bô độ nó có hai loại. Một là street legal, có nghĩa là dành cho đi đường phố được, đáp ứng các cái tiêu chuẩn về khí thải và tiếng ồn được. Và thứ hai là for racing only, có nghĩa là dành cho những chiếc xe mà chạy trong đường đua thôi. Không có được chạy trên đường phố, chạy đường phố thì vi phạm. Đó thì các bạn sẽ biết được cái bô của mình nằm ở trong cái thể loại nào, mà biết công an có bắt hay không. Ok. Cái cây bô của xe mô tô á, với giá trị là khoảng 25 triệu thì không có mắc lắm đâu các bạn. Từ cái co chữ Y bỏ bầu ra tới cái lon thì không có mắc lắm đâu. Nhưng mà với cái giá tiền đó cũng không gọi là rẻ ha các bạn ha. Coi như là bỏ ra 20 mấy triệu, 1,000 đô cho một cái ống titan từ dài khoảng đầu mét á, thì liệu có đáng không? Thứ nhất là cái Arrow này là một cái thương hiệu bô của nước Ý, cũng rất là nổi tiếng trong
những cái nhãn hiệu sản xuất bô dành cho xe mô tô nè. Thứ hai là nó làm từ titan, các bạn thấy nè, cái vật liệu này là cái vật liệu nhẹ nè, cứng, và đặc biệt là nó thoát nhiệt rất là tốt. Thành ra là nếu mà khi nổ bô, nổ xe lên chạy á, sau khi chạy khoảng 1-2 phút gì đó, các bạn để cái tay lên thì nó không có nóng, tại vì nó thoát nhiệt ra môi trường tốt. Và cái nữa là các bạn thấy ở đây, những cái chi tiết nó gia công nè, rất là đẹp. Các bạn thấy cái mối hàn nè, thấy không? Rất là đẹp. Đây, rất là đẹp nha các bạn. Đấy, rất là đẹp. Huy rất là thích. Đây, các bạn có thể nhìn vô cái họng bô nè, nó như là cái hố đen vũ trụ vậy các bạn. Cái họng này cỡ 60-70 vậy đó. Rất là to, thành ra là cái tiếng bô nó ác chiến lắm. Giả mang không? Đây, cái họng to. Xe 1000 phân khối á, gắn cây bô này vô chạy mới nổi, cho các bạn gắn vô cỡ S150 hay Winner 150 là nó hụt banh sát luôn á. Cái họng này rất là to các bạn. Ác chưa? Bây giờ tới cái tiết mục hay nhất mà nãy giờ Huy biết các bạn đã chờ đợi, đó là nghe thử cái tiếng bô của nó. Đi thôi, chơi. Các bạn nghe thử tiếng nẹt vô nha. Chơi. To quá các bạn ơi. Lại ngoạn dân ở đây ra người ta đánh thì chết. Các bạn nghe thấy có đã không? Tiếng đua, cái tiếng bô này là tiếng của trường đua MotoGP đó. Và Huy khi mà Huy chạy nó ác nữa. Khi ông tập thể dục hít đất kỳ quá. Rồi nói về cái cảm giác chạy của Huy sau khi mà gắn cái bô này vô á, thì đầu tiên là không hiểu tại sao là cảm giác chiếc xe nó nhẹ hơn, chắc là do tháo gác chân với cái yên ra và cảm giác chiếc xe nó cân bằng hơn, chắc là cái bô nó đúng chuẩn á, khác với cái cây SC bữa Huy gắn nó không có được tốt lắm, tại hàng phát mà. Rồi cái thứ hai nữa là cái tiếng bô nó rất là to nhưng mà nó lại trầm các bạn, to theo kiểu trầm á. Không phải là đây mà bị rè như cái con SC hôm bữa. Thì hồi xưa Huy có đi cái cây Acrabovic rồi. Cái âm thanh của Acrabovic thì nó tinh tế hơn. Còn cái thằng này thì coi như là có bao nhiêu nó la bấy nhiêu, nhưng mà nó lại trầm. Nó cũng rất là hay và tinh tế, chứ không phải kiểu như là la làng la sớm đâu. Bây giờ chắc là Huy sẽ đội nón vô rồi đi chạy một vòng cho các bạn nghe cái tiếng bô khi mà nó chạy trên đường như thế nào. Chắc là Huy cũng xin được kết thúc clip tại đây luôn. Nếu mà các bạn thấy clip này hay thì nhớ like và đăng ký kênh Lê Gia Huy để theo dõi những video tiếp theo của Huy nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.